Em giả điên giả khờ ghê lắm. Thế là em cũng mới dụ ra ngoài bờ sông tới thui à. Mới là chạm môi cái là ôm, em hôn ngấu nghiến luôn. Em hôn luôn, hôn ngấu nghiến luôn á. Dữ dội luôn á. Mẹ em thường dặn với em là phải giữ gìn cái đó. Nếu mà mẹ em biết mẹ em bị mất trước khi hôn nhân á, là mẹ nói là nói thẳng luôn là hai mẹ con uống thuốc chết, chứ mẹ không có thích cái kiểu đó. Em tên là Lâm Nguyễn Quốc Vinh, năm nay em 32 tuổi. Em hiện đang làm đầu bếp ở dưới Bình Dương. Nhưng mà đồ món Tây hay món ta? Dạ em làm món Tây. Bây giờ là em đang làm bếp bánh. Hôm nào anh xuống dưới anh ghé anh ăn nghe. Dạ. Ở đâu vậy? Dạ em làm ở dưới sân golf Harmony. Rồi còn em? Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận cùng toàn thể quý vị có mặt tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Lệ, năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang kinh doanh bánh online tại Bình Dương luôn ạ. Bán bánh luôn? Trong chuyên nghề lại. Nhưng mà kinh doanh là bán bánh hay bán gì nè? Dạ bánh kem. Có nghĩa là ngoài việc là làm bánh ở trong sân golf ra thì về nhà chắc là hai đứa cũng dạ, là học làm... ảnh truyền hết lại cho em luôn. Tức là em cũng tự làm bánh và em bán dạ, trên rồi. Online luôn. Chút nữa vô kết bạn Facebook nghe. Anh chị là phi sinh. Vậy là nguyên lý anh khoái bánh lắm. Và hai đứa giới thiệu cho anh biết lần đầu tiên gặp nhau như thế nào. Vào mùng 1 Tết là em có qua một nhà của người bạn là để giới thiệu cho cô bé hàng xóm là bạn thân của vợ em á. Em mới không có để ý gì tới vợ em. Buổi tối hôm đó là mới vô cái group chat của những người bạn với nhau thì em mới lướt Facebook, vô Facebook của vợ em. Em mới bị hớp hồn á chị. Cái lý do? Là tại vì hôm mà đi á là vợ em không có trang điểm, không có gì hết. Mà nói nhiều muỗng bia nữa. Lúc mà vợ đi chơi thêm một lần nữa là vợ em mới chưng diện lên. Hết hồn. Thế là em mới chuyển qua là quyết định là cua vợ. Ủa nhưng mà anh chưa hiểu, có nghĩa là em giới thiệu cô bạn hàng xóm cho bạn của em. Tôi tức quá. Là một cái người bạn đó, đó. Rồi, giới thiệu rồi, này cho nhỏ hàng xóm của nhỏ này. Rồi cái nhỏ này là bạn thân của nhỏ hàng xóm đó. Rồi lần đầu tiên gặp bạn là không có thích nhau. Không có thích tại vì nó uống bia. Lần sau nhỏ này dọn lên thì bây giờ lại không bỏ nhỏ hàng xóm qua luôn. Qua nhỏ này luôn. Mà lúc đó là nhiêu tuổi nè? Dạ lúc đó là em mới có 28 tuổi. Chững chạc rồi đó. Mà lật bánh tráng lẹ ghê luôn. Còn em thì sao? Lần đầu tiên em gặp ảnh em có ấn tượng gì không? Lần đầu tiên em gặp ảnh là chưa bao giờ em thấy người nào mà mập như ảnh. Được cái là cái mặt đẹp trai thôi. Còn ngoài ra cái dáng là không phải gu của em. Với lại ảnh nói chuyện mềm mỏng lắm. Em tưởng là gay không á. Tại ảnh không nói chuyện em với nhỏ bạn em. Ảnh lo nói chuyện với cái anh đó không. Mà hai người nói chuyện đắm đuối luôn. Có nghĩa là cái ấn tượng đầu tiên là hai bạn không ai có ấn tượng tốt về nhau cả. Đúng rồi. Đúng không? Thì nhưng mà lần thứ hai là bạn đã có cảm tình với bạn này chưa? Dạ, chưa. Hay là vẫn cái cảm giác cứ y bình như thường vậy? Để em tán tỉnh cổ bằng cách nào? Thì em cũng là bình thường, không có vồ vập. Nhắn tin những lúc cần thiết thôi. Đói thì em mua đồ ăn. Bệnh thì em mua thuốc. Dạng mưa dầm thấm lâu thôi. Chứ em là không có vội vã quá làm gì. Em đâu có giống anh Bin. Anh Bin là đúng rồi lắm. Chứ còn gì nữa. Hồi đó em cũng xài chiêu y như bạn này. Mà cuối cùng không dính. Dễ sợ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó em vẫn còn nghi ngờ ảnh gay không? Dạ không. Mùng 3, mùng 4 gì đó đi chơi là mấy đứa nó nói là anh Vinh thích em. Em thấy anh này bắt đầu là quan tâm em. Đang đi nhậu mà mẹ em gọi điện về la sùm là ở đây là bắt đầu Lệ có sao không, Lệ có bị gì không. Rồi sau đó tình cảm của các bạn nảy nở như thế nào? Bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? 3 tháng mấy, tại 3 tháng là anh tỏ tình em. Em quyết định em tỏ tình cổ bằng cách nào? Em rất là đơn giản chứ em không là hoa, không có hoa mỹ gì hết. Là cứ nói thẳng em làm bạn gái anh nha. Lúc đó Lệ chịu liền đúng không? Dạ không. Em nhớ là cái bữa đó là anh chở em ra ngoài cái công viên gần nhà. Nó cũng mờ mờ. Xong sát bên có bụi chuối. Trời ơi tóm nó mũi gần chết luôn. Xong cái đang ngồi nói chuyện cái ổng quay qua ổng nói chứ là bạn gái anh nha. Những cái người bạn trai trước của em thường là nhắn tin hoặc là gọi điện tỏ tình. Ít ai mà nói chuyện trực diện vậy lắm. Đúng rồi. Xong em cũng im im. Em không nói gì hết. Em về em cứ đắn đo mãi luôn. Nhưng mà sau này hên là cứ nhắn tin rồi lần lần em mới thích ảnh. Đến bao lâu thì em mới quyết định là chấp nhận là bạn gái của anh? Khoảng gần 4 tháng á. Sau 1 tháng nữa đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi có dành tặng cho cổ nụ hôn đầu tiên không? Vợ em giả điên giả khờ ghê lắm. Thế là em cũng mới dụ ra ngoài bờ sông tới thui à. Mới là chạm môi cái là ôm, em hôn ngấu nghiến luôn. Em hôn luôn, hôn ngấu nghiến luôn á. Là dữ dội luôn á. Rồi sau đó có làm gì tới nữa không? Dạ dạ không. Cái đó là tụi em là giữ cho nhau. Giữ cho nhau đến ngày tân hôn luôn. Dạ. Giỏi quá vậy. Nhưng mà lúc đó là đều trưởng thành hết rồi. Dạ. Có nghĩa là yêu nhau bao lâu thì lấy nhau? Tìm hiểu nhau 2 năm mới cưới. Mà em giữ 2 năm luôn? Dạ. Em thì không có ba.
em sống với mẹ. Mẹ em thì nói chung là rất là gắt gao cái chuyện đó, nên là mẹ em thường dặn với em là phải giữ gìn cái đó. Nếu mà mẹ em biết mẹ em bị mất trước khi hôn nhân á, là mẹ nói là nói thẳng luôn là hai mẹ con uống thuốc chết, chứ mẹ không có thích cái kiểu đó. Đó, nên là em được giáo dục như vậy luôn. Nhưng mà anh muốn hỏi cái chuyện hơi thầm kín chút xíu, trong 2 năm đó em có bao giờ em gợi ý với cổ về cái chuyện đó không? Tại vì cũng có những lúc đó là mình hôn nhau, nhưng mà em là nghĩ tới vấn đề là giữ cho bạn gái mình. Tức là bản thân em cũng xác định được cái việc là mình phải giữ gìn, chứ không phải là do cái việc mà bạn gái em nói là mẹ áp lực như vậy. Mỗi người sẽ có những cái quan điểm khác nhau, những cái định hướng khác nhau. Rất may là các bạn là cùng chung một cái quan điểm. Như vậy là các bạn trong khoảng thời gian yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ, yêu nhau khoảng 2 năm. 2 năm. Vậy trong 2 năm đó có những cái biến cố gì xảy ra không? Tụi em cũng êm đềm lắm. Chỉ có một lần duy nhất thôi là em nhớ là cái bữa đó là gần cưới. Thì ảnh qua nhà em chơi, thì em mới nói là anh ơi, anh nhớ để dành tiền để mà chụp hình cưới, em không có muốn mà lệ thuộc vô gia đình anh nhiều quá. Thì ảnh nói là ảnh có để dành tiền, nhưng mà em nói là em thấy anh tiêu xài hơi bị nhiều, thế là hai đứa cứ gây qua gây lại. Em mới tức quá, em nói nếu mà anh không biết để dành thì thôi khỏi cưới. Cái ổng tức quá, ổng giọng một phát vô tường. Xong cái em với mẹ em hết hồn luôn. Xong cái hồi nó quay qua kêu em ơi chở anh đi bệnh viện đi, gãy tay rồi. Đâu có tay nào đâu. Dáng thực sự luôn á. Đó, vậy như này. Đắp gì không biết được. Xong rồi về nó dối với ba mẹ là con bị té xe, không dám nói là gây lộn với em. Xong về mẹ em nói chứ con phải suy nghĩ kỹ nha, coi chừng sau này cái tường là cái mặt của con á. Bà sợ đó. Dạ đúng rồi, má em rất là sợ. Mà suy nghĩ hoài không ra. Cái lúc đấm vô xong rồi thôi đi về đi. Đấm xong rồi còn ngồi chiêm nghiệm là bà thấy cái tay mình nó bị gãy. Dạ đúng rồi, lại chở anh đi bệnh viện đi, nghĩ gãy tay rồi chở anh đi. Anh nói thiệt, cái em cũng tưởng anh giỡn chị. Mà ngay tay phải nữa. Sao lái xe tự đi được. Cái đó chắc có lẽ là cái biến cố lớn trước nhất khi cưới. Dạ đúng rồi, tụi em thì trước khi cưới rất là êm đềm. Chồng em là tuyệt đối luôn, em rất là thích ảnh ở cái khoảng này. Có nghĩa là dù vợ chồng gây lộn đến mức cỡ nào, thường là em nóng tính, nhưng mà ảnh thì không bao giờ đánh em. Ví dụ như gây lộn chút xíu là im thôi. Rồi lúc mà hai đứa giữ gìn cho đến cái ngày đám cưới á, thì cái đêm tân hôn á, nó có suôn sẻ không hay là ngỡ ngàng? Tụi em cũng không có ấy đêm tân hôn nữa. Tại vì mệt quá chị. Trời, về đãi bên nhà ảnh, em ngồi em rửa chén gần chết luôn. Xong rồi lên đuối quá, hai chồng lo ngồi đếm tiền, xong nằm phè ra ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Qua ngày hôm sau là lo đi Đà Nẵng. Ham chơi lắm, vô Đà Nẵng là cứ đi chơi. Tới cận về đây mới có đêm tân hôn. Là vậy mấy đó, ngày hả? Sau, gần dạ, một đúng tuần rồi, mới gần có đêm tân hôn. Dạ đúng rồi. Rồi cái đêm tân hôn đó nó vui không? Nó ngỡ ngàng. Vợ em là tân mà. Khó hơn so với người bình thường tí. Cũng phải mấy lần sau thì mới được. Lần đầu thì hơi khó. Rồi sau đó thì là có dính bầu liền không hay như thế nào? Cưới khoảng 3 tháng sau thì em mới mang bầu. Lúc mà em mới vừa mang bầu là em đi làm kế toán được khoảng 3 tháng là em bị té động thai. Thì bác sĩ mới kêu em là bây giờ phải nằm liệt giường luôn, tại em ra máu hoài luôn. Thì kinh tế gia đình là ảnh lo hết. Nhưng mà được cái là chồng em không bao giờ về khó chịu hay gì. Rước mẹ em về nuôi luôn mà. Lo cho đến lúc mà em khoảng 8 tháng em mới đi lại bình thường. Là giữ được em bé đúng không? Dạ giữ được em bé. Vậy là em bé là em bé gái hay bé trai vậy? Dạ bé trai được gần 3 tuổi rồi chị. Như vậy là trong khoảng thời gian ở với nhau, với một khoảng thời gian mà quen với nhau như vậy là chắc chắn là tình cảm rồi tâm lý là hiểu nhau hết rồi đúng không? Tật xấu có nhiều không? Vô số. Vô số hả? Dạ, ai kể trước đây? Để chồng em kể trước. Vợ em á là theo cái kiểu là lúc mà yêu hết mình á mà về là hết hồn luôn á chị. Vợ em thì cái là ở dơ. Tắm á là chưa tới 10 phút là đã đi ra rồi. Mà một tuần là gội đầu chỉ có 2 lần thôi. Cái nữa là ở nhà á là mặc đồ má vợ em không à. Kiểu đồ bộ là mày, đồ bộ dưới quê ngoài chợ á. Dạ, 100.000 hai bộ đúng không? Dạ, đúng không, 3 bộ lận. Mà nhiều lúc á buổi tối á mình muốn cái này cái kia á, quay nhìn qua cái rượu chứ đúng không? Dạ tù cảm xúc hết luôn. Quay qua nhìn thấy bà ngoại mất hồn. Nhiều lúc ông ngoại đi về mở cửa bước vô tưởng mẹ vợ không à. Em cứ đi tìm trên mạng mấy cái đồ mà ren sexy lên á mà không chịu. Mà chỉ có 2 cái váy ngủ mà mẹ ruột em cho á, tới bây giờ mặc là sức chỉ ra may lại xong mặc tiếp. Sao em không mua tặng cho vợ em? Bị la. Vợ em mặc là phải đúng gu của vợ em. Nhưng mà không thử mua một bộ very sexy về tặng tiền em giữ. Mỗi lần là lâu lâu cái vợ ơi anh thấy này đẹp nè, thôi em bỏ tiền ra mua. Thôi khỏi luôn đi, cái này chỉ có mặc ngủ mà đâu ai thấy đâu lo. Ở đây là em không có đầu tư nhiều gì mấy cái là quần áo em á là vợ em cứ bung ra mua. Mua cho con cái mua mà bản thân thì lại tiếc lắm. Lúc mà vợ chồng đang nói chuyện với nhau á, hay sờ mấy cái chỗ hiểm, chỗ nhạy cảm á, là ngắt một cái đau thiệt đau vậy đó. Không biết để làm gì. Ông người ngay rồi lại khóc. Mẹ nghe với em.
với còn một cái cuối nữa là vợ em cực kỳ biến thái luôn. Ghê vậy. Em đang trên lầu á giỡn với con vậy á, mấy cái lỗ tai cái đưa vô lỗ mũi em, thúi ơi thúi luôn, không chịu nổi. Xong cười nghiêng cười ngã vậy rồi. Chị em là có những cái sở thích nó thùy mị như vậy em. Chung là không, cái vụ mà ngoáy lỗ mũi thì lâu lâu em hứng lên em mới làm, còn chuyện ngắt nghéo ảnh là thường xuyên. Ví dụ nằm ngủ mà thấy cưng cưng da thịt mà mát mát xong rồi mở mở chị thích quá ngắt một phát. Vợ chồng em gây lộn toàn vấn đề đó không à? Là coi như là chỉ có một vài tật xấu nhẹ nhẹ vậy thôi đúng không? Dạ. Yeah. Trong mấy cái tật xấu đó em mong vợ em thay đổi cái tật nào nhất? Em chỉ mong là vợ em á tút bản thân đừng mặc thôi. Đồ bà ngoại đúng không? Dạ, đúng. Thôi chích cho ổng chút xíu đi để mua cái đầm sexy. Rồi bây giờ tới em đó. Anh ấy có tật xấu gì? Chồng em thì cũng ít lắm, cũng sơ sơ thôi à. Chồng em rất là mê game. Ngày nào mà ảnh không đi làm nha là ảnh lên trên phòng mở máy lạnh rồi ngồi chơi suốt từ sáng tới chiều. Em cứ phải nhắc anh ơi ăn cơm, anh ơi uống nước, anh ơi đi tắm, anh ơi đi tiểu. Cái thứ hai nó là ngáy. Người ta là ngáy mà cỡ mấy cày đúng không? Không, chồng em là cỡ giống như là sẽ tăng hay đại bác vậy đó. Mà tính em là khó ngủ. Nhiều khi em bực quá em quay qua em bịt miệng hoặc là em ngắt vú cho dậy chơi vậy đó. Nhưng mà được cái là không có quạo. Cứ quay qua bắt đầu cái biết là do mình ngáy to nên là vợ không ngủ được. Thế là quay qua vỗ mông vợ. Bình thường là hai vợ chồng là em phải ngủ trước rồi ảnh mới được ngủ sau. Còn cái nữa là ham ăn. Tối ngày dành ăn với em hoài à. Ví dụ như em chiên gà hay cái gì mà ngon á, ổng là đã ăn hết rồi nha. Cái quay qua hỏi vợ em có ăn nữa không cho anh xin miếng đi. Cái em cũng kêu ôi vậy thôi anh cứ ăn đi. Hồi nữa quay qua còn có một cục à. Ảnh mà đồ ăn ngon á chị biết không, ảnh húp sạch sẽ luôn. Ăn mà cầm húp luôn vậy nè. Chút sột soạt xong nhìn vô cái tô không còn cái gì hết. Khỏi phải rửa chén. Dạ, có ghen không? Trời siêu ghen luôn chị. Ảnh kêu á là em ơi em đi làm em mặc đồ cà tàn thì cho em đi nha. Còn nếu mà em xin vô chỗ nào mà mấy sếp đẹp trai mà em mặc váy là thôi ở nhà khỏi đi đâu hết trơn á. Ví dụ em nhớ là cái em mới cưới anh về là em làm kế toán. Trong hội mới là mời rủ nhau đi ăn. Thì có ba đứa con gái với hai người con trai. Em mới nói là anh ơi cho em đi ăn 7 giờ em về. Em năn nỉ gần khoảng một tuần mới cho em đi á nha. 5 giờ rưỡi em mới tan ca. Tới cái chỗ mà ăn á là đã gần 6 giờ. Bưng nồi lẩu ra là 6 giờ rưỡi rồi. Em mới gọi điện cho anh em nói chứ anh ơi thôi cho vợ về trễ xíu đi. Ổng nạt trong điện thoại đi. Không về hả? Là anh xách xe lên đó liền luôn á. Thế từ đó về sau là trong công ty không ai dám rủ em đi chơi. Tới giờ vẫn còn ghen luôn. Thì bây giờ ổng bắt em ở nhà bán bánh online có gặp ai đâu anh. Sợ với thằng shipper, nó ghen với shipper nữa. Bởi vì là ông này ổng mâu thuẫn với sợ luôn á. Ổng không cho mình mặc đồ bà ngoại. Ổng bắt mình phải trưng diện lên mà ổng không cho mình ra ngoài đường. Thôi mình trưng diện làm cái gì trời. Giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Em chỉ mong là ảnh bớt chơi game thôi. Rồi dành thời gian lo cho gia đình hơn. Còn ngoài ra tất cả các mặt khác là em rất là thương ảnh. Thôi bây giờ gì nè, em thử đi em. Nay em cứ đi mua đồ ngủ em bận thử đi. Em cứ mặc đồ ngủ từ sáng tới chiều. Hết chơi game luôn á. Thiệt. Coi nhiều khi sao? Ông buồn á, ông buồn trời không biết nhìn ai giờ. Giờ tăng cường lên ngày gọi đầu. Coi như một tuần gọi 3-4 ngày cho anh để cho cái hương thơm nó ngào ngạt. Trích miếng tiền ra đi, chơi đi nghe. Em tên là Trương Minh Thành. Năm nay em 25 tuổi, em đang làm việc và sinh sống ở Vũng Tàu. Công việc hiện tại là cho thuê xe dịch vụ tự lái. Tức là ở Vũng Tàu mới vô đây. Dạ đúng rồi. Hôm nay để tham gia chương trình đúng không? Rồi, giờ tới em. Dạ, em chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân ạ. Và chào quý vị khán giả. Em tên là Lương Thị Mỹ Linh. Hiện tại em cũng 25 tuổi, bằng tuổi ông xã em. Dạ, em cũng sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu. Em là chuyên viên kinh doanh của trung tâm tiệc cưới ạ. Trung tâm tiệc cưới, rồi, đoán nghe. Đoán đi. Ông này không đi ăn đám cưới của bạn. Ăn trong cái nhà hàng tiệc cưới, cái thấy cái cô nhân viên này dễ thương quá. Thế là ông ra ông cua cuối cùng dính. Sai, đúng không? Dạ. Hai vợ chồng em quen nhau hồi năm 11 tuổi là học chung lớp 6. Tức là trước đó thì ở chung xóm luôn nhưng mà họ còn nhỏ thì không có biết. Thế là em mới gom mấy đứa lại vô học nhóm. Gom về hết nha em. Trong xóm thì chỉ có một mình nhà bạn này là không có xe đạp. Là em là phải trực chiến, là em phải đi đưa đón mỗi ngày luôn. Bắt đầu kiểu như đưa đón lâu ngày qua lại, cái nảy sinh tình cảm. Vậy nhưng mà lúc đó là em là khi mà gặp cô này là em đã có cảm tình gì cỡ không? Lúc đó đen lắm anh, không có xài kem trộn nên là không có trắng được giống vậy. Rồi, lúc đó còn không có dụng kem trộn nữa hả? Rồi đưa đi đưa lại thì, bao lâu thì mới có tình khoảng, cảm? Tới hè năm lớp 6 bắt đầu là quen. Xong rồi cái em mới về em nói mẹ em, nói bé Linh học giỏi mà nó cũng đẹp nữa, chắc con thích nó mẹ. Cái mẹ nói ok, thích mấy đứa học giỏi là mẹ chịu à. Mà mẹ không nhận chịu chơi thiệt à. Dạ. Còn em sao, em có ấn tượng gì ảnh không? Dạ em cũng thích nữa, tại vì ga lăng lắm anh. Qua chở em đi học này kia. Với lại nhất là mẹ chồng em tâm lý lắm.
rồi còn chở em đi uống cà phê nữa, rồi nói hai đứa ráng học nha, rồi quen nhau tới lớn luôn nha con. Rồi tình cảm từ lớp 6 nè, bắt đầu là lớp 6 là coi như là đã thích nhau thôi. Thích nhau. Dạ, tụi em thích nhau từ hè lớp 6 tới hết học kỳ 1 lớp 7 là chia tay. Ủa sao vậy? Phải chia tay thôi, con nít mà. Nó dành một cái bánh thôi nó cũng chia tay nữa em. Tay là tại vì bạn này không biết bạn học ai á, mà bắt đầu bạn lên lớp 7 là bạn cắt tóc. Cắt tóc ngắn rồi tóc tém rồi bắt đầu cúp học. Lúc đó là giống như em nổi loạn, em thấy mấy chị trong trường đồ cắt tóc ngắn đồ đúng rồi, đúng đẹp á, rồi chạy xe đồ mấy cái chiếc mà kiểu đua đòi của em đua đòi á. Xong rồi cô không cho làm học trưởng nữa, bắt đầu em làm học trưởng. Rồi lúc đó là ghét nhau. Em nghĩ chơi luôn. Em cướp ngôi luôn đúng không? Như là sau đó là ghét nhau tới bao lâu thì... Tới khoảng 5 năm sau. Lúc đó thì tình thế nó khác rồi. Tình thế lúc đó là em đang học quay phim, chụp hình trong một cái studio. Đang lướt lướt Facebook, cái thấy Zalo, thấy Facebook. Theo còi là để cái hình đại diện là bà này. Nhấn vô thì thấy đang gửi lời mời các bạn cho mình. Thì mình thấy bạn mình chấp nhận. Tới khoảng chừng 4-5 tháng sau, tới ngày 20 tháng 11 là mới liên hệ lại một cái nữa. Gom mấy đứa học hồi xưa học chung lớp 9 mình để 20 tháng 11 đi thăm cô. Thì bà nói là thôi bây giờ Linh đang có xe nè, để Linh qua chở thành đi. Em dạ. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian dài như vậy đó, là tụi em giống như Linh đi, Linh có người yêu chưa? Dạ em có người yêu luôn. Dạ em có rồi. Lúc đó thì em lúc 20 tháng 11 đó là vừa mới chia tay người yêu rồi. Lúc mà gặp lại thì cái tình cảm nó có khác đi không? Gặp nó lại cũng bình thường, tỉnh bơ. Vậy hả? Nhưng mà cái mấu chốt, cái vấn đề nó nằm ở chỗ là sáng thì đi họp lớp xong rồi nhà nó về. Tới tối thì ở trong studio của em là có một cái chú make up. Thì hai chú cháu chơi thân lắm. Nói thôi tối nay buồn quá đi đâu chơi thành. Em mới hỏi bây giờ đi đâu chú? Giờ đi big club đi. Mày vô đó bây giờ chưa? Chưa, nhỏ lớn cũng chưa vô đó bây giờ luôn. Vậy mày phải rủ thêm một con nhỏ bạn của mày đi nữa mới được. Em nhắn tin hết nguyên mười mấy đứa con gái mà hồi sáng em rủ họp lớp á là không đứa nào đi. Có mình bà này bà đi. Vô thì thấy bà này bà uống ghê lắm. Bà uống mà hình như là 7-8 lon liền luôn. Cái xong rồi hỏi ủa sao bữa nay Linh buồn vậy? Buồn chuyện gì? Uống dữ gì? Không, uống gì. Chia tay người yêu hả? Em nói rồi, kiểu này chia tay yêu rồi. Xong rồi cứ chơi vậy tới tầm 11 giờ là về rồi. Lúc đó là leo lên xe, chạy tới đầu hẻm đường Hoàng Hoa Thám. Xong rồi kêu, bây giờ đi vô hẻm rồi số nhà nhiêu. Vừa quay qua hỏi là cái bà té cái đùi, bà cắm đầu luôn. Té cắm đầu luôn. Là bà bất tỉnh luôn, bà không có biết gì hết. Cái, rồi em đưa bà đi đâu? Cái hoảng quá, em kêu, chú ơi chú, giờ nó xỉn thì nó không biết gì hết. Cái giờ sao trời? Cái xong rồi nó, bây giờ đó, chú chỉ nè. Mày đưa nó vô nhà nghỉ khách sạn đi, mày lấy chứng minh của nó, mày để lại lễ tân á, xong rồi đưa nó lên phòng rồi chốt cửa trái lại rồi mày về đi, sáng mai nó tự trả tiền nó về. Rồi mà em vô tới khách sạn rồi mà em không nỡ về. Sợ nhiều khi nó xỉn, nó lăn, nó té rồi nó ói hay nó làm gì. Sao? Đúng không? Cái xong rồi em mới lấy mền gói em chạy xuống đất á. Em nằm nửa đêm tầm 2-3 giờ sáng á, vậy nó hang đau đầu quá. Em nói thôi bà giờ bà tỉnh rồi tôi về. Nó không về, kêu lại tâm sự chuyện gia đình. Nói đâu phải Linh muốn vậy đâu, Linh bất hạnh lắm chứ Linh đâu được như Thành, có đầy đủ ba mẹ yêu thương. Nói chung là mà khóc đúng vô cái tổn thương của em nữa, là ba mẹ em cũng chia tay rồi, cũng thiếu thốn tình cảm. Giống như là mình nghe bả tâm sự đêm đó xong mình cảm thấy xưa giờ không phải là cái tính cách của bả nổi loạn, mà giống như là bả đang buồn gia đình á. Coi như là ngày hôm đó có bao nhiêu là kể ra hết, là bắt đầu là có một suy nghĩ khác về đúng Linh rồi, đúng không? Bắt đầu có suy nghĩ khác. Và kể từ sau đêm đó thì tình cảm hai bạn như làm sao? Ra về, sáng hôm sau ra về. Thì cỡ 3-4 ngày sau thì đi chơi về. Tối nhắn tin là thôi bây giờ Thành qua nhà Linh ngủ chung đi. Em mới nói là chết rồi, kèo này vô rồi, dính kèo rồi. Không, nhưng mà lúc đó Linh ở với ai mà lại rủ Thành về được? Dạ mình... em ở một mình thôi. Em về Vũng Tàu em đi học em ở có một mình thôi. Mở nhà thuê hay dạ sao? Em ở phòng trọ. Rồi sau đêm đó có qua không? Có anh. Dạ có. Có. Em rủ là qua liền luôn á. Em bước vô cửa thì nói thôi bây giờ bà ngủ trên đi, tôi ngủ dưới. Bà luôn á, kêu bà. Ông với tôi, bà tôi mà. Cái thôi rồi nói ông ngủ dưới đi, tôi ngủ trên. Xong bà vô toilet bà thấy đầm ngủ ra. Em nói thôi chết mày rồi Thành ơi. Rồi đêm đó có chết không? Chết luôn rồi. Đêm đó bùng cháy mà sáng hôm sau. Sáng hôm sau dính lẹo luôn, dính như Sam vậy đó. Rồi sau đó thì tình cảm của các em là phát triển như thế nào? Có trơn tru bằng phẳng không? Cũng không trơn tru lắm. Tại vì yêu nhau được khoảng 4 tháng thì tụi em có con.
Cái em bé hả? Con thì cái giai đoạn đó mới đúng là cái giai đoạn khủng hoảng của hai đứa. Em thì lúc đó đang học nghề nữa, đâu có tiền bạc hay là công ăn chuyện làm gì đâu. Giai đoạn đó nó khó nói chuyện với hai bên gia đình lắm. Là tụi em cũng không có dám làm đám cưới, đợi tới khoảng 4 năm sau là mới dám làm đám cưới. Nhưng mà tụi em lúc đó tụi em giải quyết cái khủng hoảng đó như thế nào? Nói chung là em cũng biết sao vượt qua được luôn. Dạ. Lúc đó là chồng em là ai kêu cái gì cũng làm á, để có tiền. Rồi em thì một phần là cũng có bên dì em, rồi cũng cho thêm tiền bạc này kia. Rồi còn mà nói về vấn đề mà tâm lý của mình hay là mình cần sự tư vấn của ai thì không có. Tất cả cái gì là phải tìm hiểu trên mạng hết. Dạ. Từ cái thời điểm có bầu luôn đến lúc mà đi đẻ luôn là chỉ có hai vợ chồng. Đẻ em bé ra xong rồi mới gọi ba mẹ tới. Rồi lúc đó ba mẹ, phản ứng của ba mẹ như thế nào? Dạ cũng bình thường lắm, ba mẹ tới rồi xong rồi cũng về. Hai vợ chồng em rồi tự chăm sóc con luôn, ảnh nuôi em trong giai đoạn em ở cử hết luôn. Dạ, vậy giỏi tay vậy đó. Nói chung hai đứa thương nhau cho nên là dù như thế nào nữa cũng có cách vượt qua hết. Nhưng mà ảnh có phải là thuộc tiếp người đàn ông lãng mạn không? Dạ rất là lãng mạn, rất là hài hước. Tặng cái món quà mà em gọi là em nhớ nhất, em hạnh phúc nhất luôn á, là bữa đó là em đi làm thêm về, ảnh mới chở em lên Hải Đăng chơi, mới nói là bây giờ bà xã nhắm mắt lại đi, anh tặng cho bà xã cái món quà này, là anh cũng dành hết cái tâm huyết của anh luôn á. Rồi em cũng bất ngờ lắm, anh mới nói là giờ em mở cái hộp quà ra mà có quay clip luôn, mình mới hỏi là anh tặng em cái gì hả, nói luôn đi, nói anh tặng em cái giỏ Chanel. Mình nói làm gì mà có tiền mà tặng em cái giỏ hàng hiệu vậy. Xong anh mới kêu thì bây giờ em cứ mở ra em coi đi. Em mở ra em xem, anh biết trong đó có gì không? Cái giỏ mà người ta đựng gà ở dưới quê xách xách mấy gà đi bán ngoài chợ, nó cói á, giỏ cói á. Dạ, viết xịt sơn lên nguyên chữ Chanel màu đen lên trên đó. Em mở ra, ở đó em mua có 13.000. Mà em xúc động á, em cảm giác là ông này ông nhiều trò lắm. Dạ đó, ông làm mình vui như vậy không có cần món quà giá trị hay là gì hết, nhưng mà em cảm thấy em rất là hạnh phúc. Dạ thực ra phụ nữ nhiều khi mình tặng đúng thời điểm đúng lúc là cái gì cũng vui á. Dạ, bây giờ là em bé được mấy tuổi rồi ta? Bốn tuổi ha, bé trai bé gái vậy? Bé trai dạ. Như vậy là tụi em mới cưới đây thôi. Dạ, mới cưới hồi 31 tháng 8. Là chính thức là vợ chồng đó. Dạ. Đúng chưa? Rồi bây giờ ở với nhau khoảng thời gian như vậy thì có tật xấu gì lòi ra không? Cho vợ em nói trước anh. Chắc rành lắm không Linh? Dạ, chồng em thì ảnh cũng hài hước lãng mạn vậy đó. Nhưng mà công việc áp lực á, ảnh cọc tính lắm. Ảnh cứ lầm lì, nhìn mặt ảnh sợ lắm. Em không dám lại gần, không dám nói chuyện nữa. Dạ, mà hay xấu tính đói. Đói bụng vô là hả hung dữ lắm anh. Ra quán mà kêu mà không có là đùng 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 bỏ đi, chứ không có ngồi chờ như người ta được. Có khi nào đập đồ đập đạc không? Dạ chỉ có mấy lúc giận nhau á, là em lúc nào em cũng im lặng hết, em không nói. Còn riêng ảnh là ảnh muốn bùng phát, ảnh muốn bùng cháy ra là ảnh sẽ xuống, ảnh đập cửa. Ảnh kêu bây giờ ảnh đi chứ không có ở nhà, cứ xách xe đi thôi, chị giận nhau mà xách xe đi. Mà ai biết đi rồi có chuyện gì hay sao, hay là đi đâu, đi với bồ nhí gì sao em biết được, em đâu cho đi đâu, em giấu chìa khóa. Lấy búa đập ổ khóa luôn chị. Rồi 2 giờ đêm làm rần lên vậy đó. Dạ. Tức là em khóa nhà không cho ra ngoài đúng không, mà đập ổ khóa luôn. Đập ổ khóa luôn. Là nóng tính nè, rồi còn gì nữa? Nóng tính, xấu tính đói, rồi còn gì nữa? Như vậy thôi rồi. Ảnh sống ảnh nề nếp quá. Nề nếp nè. Nề nếp. Cụ thể coi. Là giờ giấc phải khoa học. Sáng là đúng giờ là phải dậy, còn tối là phải đúng giờ là đi ngủ, không có cho con đi chơi trễ tí xíu về cũng khó chịu, mà khó chịu không có nói cũng mặc một đống lầm lì vậy luôn. Nguyên tắc. Dạ sống nguyên tắc lắm. Rồi giờ tới em đó Thành. Linh có tật xấu gì không? Vợ em thì được cái cũng giỏi chuyện giường chiếu lắm anh. Giường chiếu là chắc là sạch sẽ được hả? Dạ thì giường chiếu là ở đâu có giường dưới chiếu là ở đó nằm ngủ được. À trời, làm hết hồn hết vía. Ngủ bất chấp luôn anh. Em ví dụ như 7 giờ rưỡi là con phải có mặt ở trường, thì 7 giờ rưỡi mới dậy. Kêu con dậy xong rồi nó con nít, nó đâu biết giờ này là sớm hay trễ đâu. Nó cứ lăn lộn qua lại đó, xong rồi bà này bà quạo bà la, nói nằm lăn lộn nó mày đánh giờ trễ học rồi. Cái thằng nhỏ bị la, nhỏ sợ, nhỏ khóc. Khóc xong hai mẹ con cứ nó qua nó lại vậy đó. Tới 8 giờ luôn mới tới trường. Đưa con đi học về cái bấm máy giặt. Cho máy nó giặt thì tranh thủ máy giặt thì làm giấc. Tức là quá giỏi cái vụ giường chiếu. Nói chung là dễ ngủ đó. Người dễ ngủ. Thì đó,
Nó dùng cái chữ quá hay, giỏi chuyện giường chiếu. Giường chỗ nào cũng ngủ được, chiếu chỗ nào ở đâu cũng ngủ được. Chị có giỏi giường chiếu không nha? Chị giỏi giường chiếu xe cộ đồ. Em cũng vậy đó. Chị giỏi lắm, bà leo lên xe chưa bao giờ biết mất ngủ. Còn sao nè? Còn một cái nữa là vợ em thì không có thích làm chuyện nhà, không thích rửa chén, không thích nấu cơm. Quét nhà thì chắc năm quét được khoảng mấy lần á. Là em làm hết luôn hả? Dạ, thì em làm hết. Bây giờ em sống chung lũ luôn rồi, em chấp nhận không? Rồi có ghen không? Rồi vậy mà ghen dữ lắm á. Thí dụ đó, một vài câu chuyện coi. Cái chuyện mà đáng nhớ mà cũng chắc cũng đáng buồn nhất là cái lần đó em với mấy đứa bạn cấp 2 của em á, mới rủ nhau đi hát karaoke. Xong rồi trong cái đám bạn đó thì cũng có một người bạn gọi là lúc mà chia tay, bà này năm lớp 7 thì năm lớp 8 em quen người đó, cũng trong lớp luôn. Cái xong rồi bà này bà thấy có mùi rồi. Bà đánh hơi ghê lắm. Bà hỏi đâu à, nói đi hát karaoke. Hát karaoke với ai? Đi mấy ông anh. Cái xong rồi nó nhắn số phòng chỗ đây em tới. Em cũng nhắn luôn, tại lúc đó em nghĩ bình thường lắm. Cái xong rồi tới mở cửa phòng ra quăng cái điện thoại vô mặt em cái. Trời em tê, đau, đau lắm. Bà bỏ bà đi về, em cũng bẻ mặt của em đi về luôn, em đâu dám ngồi lại đâu. Nhưng mà lý do sao quăng điện thoại người ta? Tại vì em vô em thấy tàn con gái không mà có người ghen. Yêu cũ của ổng đó vậy. Có con trai nữa. Có con trai nhưng mà ổng ngồi kế con gái, ổng ngồi giữa của mấy đứa con gái không mà chị. Còn thằng con trai nó ngồi một bên hông kia. Vậy á hả? Dạ đó, có người yêu cũ nữa. Nên lúc đó là em tức quá. Cái cơn lên rồi mà. Đó là một trong những trận điển hình đó đúng không? Bạn bè nghỉ chơi luôn. Còn mấy trận đánh nhỏ lẻ nữa thì thôi khỏi kể anh. Rồi bây giờ em mong muốn cô Linh này thay đổi điều gì? Em mong cái chuyện giường chiếu bớt giỏi lại. Mình rảnh rỗi thì mình sắp xếp thời gian mình ngủ nghỉ không sao. Nhưng mà công việc nó cận kề thì tốt nhất đừng nên ngủ. Với lại cái thứ hai nữa thì dành thời gian chăm sóc bản thân ít thôi. Tại vì vợ em đã đẹp sẵn rồi. Nên là dành thời gian chăm sóc con nhiều tí. Chăm sóc con khỏi chăm sóc em tự chăm sóc. Đó, nghe chưa? Rồi giờ tới Linh nè. Linh thì muốn Thành thay đổi điều gì? Dạ em muốn chồng em lúc nào cũng vui vẻ như vậy nè. Dạ bớt cọc tính lại. Lại có chuyện gì thì nói với em tí. Dạ đúng rồi. Bây giờ người ta làm nhiều quá, người ta cũng bị stress luôn đó. Tại sao lại tiếp nhận? Tiếp như sao? Em hỏi đó thì nhìn đó thì nên trong lúc cô đơn lạc lõng thì có bé nó bỏ theo một bài thế thôi. Bây giờ thì mình cũng phải còn hai người nắm thôi. Không có lời nào đó, không có lời thì không lời tỏ tình chính thức thì không, nhưng mà cái là một cái đề của việc từ từ tiến đến tự nhiên. Ai cũng xảy ra rất là tự nhiên, đi ăn chung với nhau cũng dần xảy ra rất là tự nhiên. Nhưng mà nãy thì con nhớ là có thời điểm là 2 năm rồi thì con chưa biết nhau. Đó. Thì nó phải có một cuộc không? Đúng vậy. Một cái hành động gì hay là một cái sự kiện gì? Đúng đó. Đó. Con nhớ không? Dạ, không nhớ là một cái sự kiện. Đinh nhớ không? Là quen nhau trên chuyến xe. Là chỉ đưa đồ ăn cái quen nhau hay là nắm tay là hôn má? Nhưng mà ôm từ phía sau tới hay là? Xem hỏi cái gì vậy? Tao nói cái gì? Đúng không? Ôm phía sau. Ôm phía sau thì nó chia sẻ rồi. Mình quay qua nó ôm lại. Hay là ôm đằng trước hả? Ôm trước ôm sau. Còn nào? Không nhớ. Trời ơi không nhớ. Dạ, cái gì? Anh muốn các em
để coi là em bắt đầu thay đổi về ngoại hình như thế nào nha. Em là đạo diễn đó, em làm sao để mà trời tôi dẫn nguyên một cái đám quay phim luôn, đi theo luôn. Để em giữ lại cái hình ảnh của em á, là từ khi lúc em cũng mỉm á, cho đến khi em thay đổi thành một người đàn ông chết cho mình á. Đó, đó, nè, đó, nè, đó, đó, chán mình hạt sương mai thì nó sẽ như thế nào nha. Ok, chị Mộc ơi, nha. Rồi, kể từ cái ôm đó coi như là chính thức quen nhau. Dạ. Nhưng mà tới 7 năm sau mới cưới. Dạ. 8 năm sau chứ. Thì 5 năm sau. 5 năm sau chứ. Sau nhà cũng được. Bởi vì cũng hỏi cho hỏi đó để mà thấy được là những gì nhà ở
quay trở về đây thực sự là cái khó khăn rất là nhiều luôn, vì là chưa quen về thị trường cũng như chưa quen nhiều người, ngay cả cái chỗ mà để mở ra được những phòng khám mà cũng là mệt mỏi về đủ thứ, giá cả thì mắc vẫn về. Và thực sự là cái việc mà Hương nói là để giúp nhiều người, giúp bệnh nhân, thì cái người đầu tiên là các vợ chồng của chị Ganh chúng ta cũng là hai vợ chồng cô chú. Thực sự là nói đẩy lòng luôn cái điện giáo là Vân á, là Vân giữ cái số kilo nó quá tải. Vân ra những năm là 15, gần 20 năm chứ không phải là 15 năm, gần 20 năm. Và lúc đó thực sự ai cũng tuyệt vọng luôn, nghĩ là chắc mình cứ vậy cho đến cái nào mà mình già lớn rồi mất cái luôn. Tại vì rất là cũng nhìn ăn nè, cũng thể dục thử, cũng ăn xe đủ thứ, nó không có suốt, nó không có suốt, thành ra là mệt mỏi lắm. Cho đến khi mà gặp được bác sĩ đó, gặp được sức khỏe bác Văn Tiên, thì bây giờ là trở lại được một cái giám đốc gần cái ngày xưa rồi. Thì cái vấn đề đây là cái đẹp nó chưa quyết định bằng cái sức khỏe. Sự mình cũng yêu đời, tức là mình rất là khỏe luôn á, còn mình yêu đời vô cùng, rất là tốt, cũng dễ sợ luôn. Cho nên là rất cảm ơn bác sĩ. Chưa chắc không chơi game mà đi nhậu với bạn.
Mày muốn ổng ở ổng mà nhận được cái bệnh nhân như tôi là cũng có người bạn đạo. Rồi giờ là thêm đi. Thêm đi. Có làm công việc nhà không? Không giờ. Có làm việc nhà là chị cũng có nhau. Không biết là anh lớn tuổi mà anh là bác sĩ thôi. Bác sĩ được kỹ tính của mọi người để biết là bác sĩ được của nhà. Có nghe không? Thôi bây giờ chú mình để ông tập của chú mà ăn đi. Không giận ra, gán dịch lá tiền sau. Đừng có tiền nữa, bây giờ thì cuộc đời con và con cái mong chồng con là hai đổi cái điều gì để mà hoàn chỉnh nhất. Đó. Thank you.
nghi ngờ chồng quá. Nói mạo thì thiệt hà, thiệt hà. Nói thật sự đó, thì cô có thấy hai đứa con đề đầu tiên hết là cô thấy điều đó rất là thật sự là những họ cũng cả vợ cả chồng. Nãy tôi nói là một người quá hiền quá đó cô.